Ở đây tôi có một con gà giá trị rất là cao và một lát nữa tôi sẽ cho anh em xem nhé. Chơi đá quý thì phải hiểu về nó thì mới thấy quý, chứ không thì tất cả các loại đá sỏi bình thường với đá quý thì nó cũng như nhau thôi. Và một cái điều quan trọng nữa đó là để tránh phải trả học phí vào những cái trường hợp là vô ích. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với anh em tất tần tật những cái điều cơ bản về đá ruby nhé. Như anh em cũng đã biết ấy, thì đá ruby được chia thành hai cái loại chính, đó là ruby thịt và ruby sao. Thứ nhất là đối với ruby thịt thì những cái viên nào độ kính cao, ít bao thể rạn nứt, ít bao thể mây cháo thì người ta cắt facet, và những cái viên nào ấy mà bao thể của nó nhiều hơn nhưng cái màu sắc của nó đẹp thì người ta chế tác theo cái kiểu cắt bắt tròn. Nên là về mặt nguyên tắc ấy, thì ruby cắt facet giá trị nó sẽ cao hơn là ruby cắt bắt tròn. Thứ hai là ruby sao thì mọi người phải hiểu nhé, đối với ruby sao 100% nó đều được chế tác theo kiểu cắt bắt tròn. Liên quan đến vấn đề hiệu ứng sao, nếu như mà cắt facet thì sẽ không có cái hiệu ứng sao đó và những cái viên ruby sao sẽ mất giá trị đi, nên là bắt buộc là người ta phải chế tác theo kiểu cắt bắt tròn. Về mặt nguyên tắc thì ruby sao nó hiếm hơn ruby thịt, và cái giá trị của một viên ruby sao thì sẽ được đánh giá bởi bốn cái yếu tố cơ bản như sau. Một là về mặt màu sắc, thì những cái viên ruby mà nó càng đỏ thì giá trị sẽ càng cao, và cái màu đỏ được đánh giá là đỉnh cao nhất của nó, đó là cái màu đỏ huyết bồ câu, hay còn gọi là ruby huyết bồ câu đấy. Thứ hai là về mặt chất lượng, thì đối với những cái viên ruby sao nào mà cái hàm lượng tạp chất của nó càng thấp, ít mây cháo, ít rạn nứt, mịn bóng láng thì cái viên đó giá trị sẽ cao. Và cái thể chất chất lượng cao nhất đó là chất kính, tức là mọi người tưởng tượng là nó có cái độ trong giống như là cái thấu kính vậy. Yếu tố thứ ba đó là về mặt khối lượng, thì những cái viên ruby nào mà có khối lượng nó càng lớn ấy, thì giá trị sẽ càng cao. Tuy nhiên thì cái yếu tố khối lượng nó phải đi cùng với lại yếu tố về thẩm mỹ, to nhưng phải đẹp, chứ còn to mà xấu thì cũng cứ đi thôi. Và cái yếu tố thứ tư là một cái yếu tố rất quan trọng và nó chỉ được đánh giá ở trên các loại đá quý sao, thì cái chất lượng của viên ruby sao nó được đánh giá lên thang điểm thứ 10, tức là cái thang điểm mà tuyệt đối cánh sao nó ở cái mức độ nét và hoàn hảo nhất. Và viên ruby sao mà có cái giá trị cao nhất phải là cái viên ruby sao mà nó tổng hợp được đầy đủ bốn cái yếu tố đó. Và trong đó thì anh em có thể biết rằng là cái viên sao hoàng đế trong tập đoàn Doji chính là một cái ví dụ điển hình, điểm 10, chất huyết kính, đỏ huyết bồ câu đấy. Và cái viên đó được định giá là 5 triệu đô. Cái hiệu ứng cánh sao ấy thì nó được hình thành do cái bao thể ruti có ở trong đá, và trong cái thuật ngữ chuyên môn thợ đá người ta hay gọi ấy, đó là cái ánh titan. Thì cái titan nó càng mạnh thì cái cánh sao nó sẽ càng nét. Tự chung lại thì trong cái dòng ruby, những cái viên đá ruby cắt facet và những viên ruby sao huyết kính sao điểm 10 là những viên giá trị nhất trong dòng ruby. Và một cái điều cần chú ý mà mình đã chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi, đó là không bao giờ có một viên ruby màu xanh cả. Mọi người phải hiểu bản chất thì ruby và sapphire nó đều là nằm trong nhóm corundum. Thì đối với những cái corundum nào mà nó có cái hàm lượng muối chrome cao, nó tạo nên màu đỏ thì người ta được gọi là ruby, vì bản thân từ ruby có nghĩa là màu đỏ. Và các cái loại corundum có cái màu sắc khác thì người ta được gọi là sapphire. Nên là không bao giờ có một viên ruby màu xanh nhá. Và một cái điều rất đặc biệt trong cái dòng ruby sao, mọi người có thể quan sát rằng trong cái đĩa xoay này của tôi này đang có rất là nhiều những cái viên ruby sao mà nó có các cái đặc điểm dị tượng khác nhau. Thì bản chất đây nó là những cái loại tạp chất nó có trong đá, nhưng tuy nhiên nó sắp xếp thành các cái hình thù khác nhau và nó tạo lên những cái điều đặc biệt. Như cái viên ruby mình đang cầm ở trên tay này, nó gọi là một viên ruby sao OQ, tức là nó giống như cái vảy con rùa ấy. Mọi người có thể quan sát thấy rằng là nó sẽ có những cái phần ô lục lăng, nó giống như là cái vảy con rùa, và nó gọi cái dòng này gọi là ruby sao OQ. Tạp chất không phải lúc nào cũng xấu đâu, đôi khi nó sắp xếp thành những cái hình thù đặc biệt thì nó cũng tạo nên cái hay của viên ruby đó. Và đây, đây là một viên sao OQ. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái hình dáng những cái OQ này nó cũng là cái hình thù một con gà, đúng không? Mình mà tuổi gà là mình cũng đeo đấy, nhưng mà mình lại tuổi ngựa cơ. Đánh thành một cái mặt dây chuyền đeo này khá là ok đấy. Tạp chất thì đối với bản thân một viên đá nó nhiều quá, hoặc là cái tạp chất nó phân bố nó gây ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của viên đá thì nó làm cho cái viên đá giá trị không cao. Nhưng tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt mà những cái tạp chất nó sắp xếp thành những cái hình khối, nó tạo ra những cái điểm nhấn cho viên đá thì nó lại làm cho viên đá có một cái gì đó đặc biệt và giá trị nó sẽ lại là cao lên khá là nhiều. Đặc biệt là đối với những nhà sưu tầm ấy, bởi vì những cái viên đá như này nó gần như là một bản limited, nó không có cái viên nào thứ hai đâu. Và đây, một viên ruby sao OQ khá là to. Cái viên này trọng lượng nó khoảng tầm 500-600k gì đấy, mà cái cân của nhà mình hiện tại bây giờ còn kịch kim không cân được cơ. Đối với đá quý tự nhiên thì cái việc tạp chất là cái việc chắc chắn phải có rồi, chỉ cái vấn đề là nó nhiều hay nó ít thôi và nó gây ảnh hưởng như thế nào đến tính thẩm mỹ của một viên đá. Và ngoài ra cái tạp chất ấy, nó còn là một cái căn cứ để cho người ta xác định rằng cái viên đá này nó có phải là một viên đá tự nhiên hay không, hay là một viên đá đã qua xử lý rồi. Và rất nhiều anh em đã phải trả phí trong cái vấn đề đó là muốn sự hoàn hảo mua phải những cái viên ruby. Đây là một viên ruby giả nấu hoàn toàn 100%. Trên cái viên ruby này không có một cái biểu hiện gì của bao thể cả, và cái viên này nó có sao bình thường.
Thực tế bây giờ trên thị trường có rất là nhiều các loại đá nguồn gốc khác nhau, chất lượng khác nhau. Có thể là đá xử lý thủy tinh trì. Những cái viên đá đó nhìn thực tế thì nó sẽ có cái mặt ánh khá đỡ dại so với đá thật. Còn những cái viên mà ruby nấu 100% như này thì nó thậm chí là không có bao thể rạn nứt cơ. Đối với hàng xử lý là nó sẽ có cái bao thể như bình thường nhé, nó chỉ khác cái là cái phần ánh và một cái biểu hiện đặc trưng trong cái dòng đá xử lý. Nếu như anh em nào có một cái viên đá ở nhà có thể xem trực tiếp luôn, đó là hiện tượng bọt. Anh em xem là trong những cái thứ của những viên đá xử lý này, bọt nó rất là nhiều, bọt cực kỳ to. Đá tự nhiên có bọt nhưng bọt nó sẽ rất là nhỏ, mịn và thường nó sẽ chạy theo giải. Đó chính là một trong những căn cứ mà để người ta phân định đá thật, đá xử lý hay là đá nấu 100% đấy. Và một điều mà rất nhiều anh em còn đang lăn tăn đó là nên dùng ruby thịt hay là nên dùng ruby sao. Thì theo kinh nghiệm của mình chia sẻ cho anh em, đối với cùng tầm phân khúc thì anh em nên dùng ruby thịt. Còn đối với những viên đá ruby sao để mà nó được cái tính thẩm mỹ tương đương với viên ruby thịt thì là cái giá của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và cái giá thực tế của đá ruby sao ở trên thị trường bây giờ thường nó sẽ ít nhất cũng phải một vài triệu trên một carat chứ không có rẻ đâu. Nên là không bao giờ có chuyện một vài trăm nghìn, một hai triệu một viên đá mà nó đẹp là không có đâu nhé. Chỉ có mấy cái viên ruby đỏ huyết bồ cu như này thôi nhé. Và trên đây là những cái điều kiến thức cơ bản mà mình muốn chia sẻ với anh em, chủ yếu là về dòng đá ruby. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.